Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Nay em sẽ đo cái kích thước hàng chậu A330 và báo giá cho các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Cái hàng A330 này là rộng 28 ạ. Cao 19 nhé. Và nó có cái mã hoa văn như này nhé. Hoa văn hoa bốn mùa. A330 nhé. Hàng loại đẹp. Rộng là 28 và cao là 19 cm. Hàng này mọi người dùng khá là nhiều rồi nên là biết cái chất lượng của nó rồi, rất là nhẹ, mỏng và bền nhé. Ngoài cái hàng A 4 mùa hoa văn thì có cả hàng trắng các anh các chị nhé. Mẫu A330 có giá là 21.000. 21.000 bao ship toàn quốc các anh các chị nhé. Đây là A330 hoa 4 mùa. Và tiếp theo là em sẽ giới thiệu với các anh các chị cùng toàn thể các bạn cái mẫu nhỏ hơn trắng trơn nhá. Hàng này có rộng là 26, cao là 17. Đây. Mã này là A300. Loại A300 trơn này là có giá 10.000 đấy. 10.000 các anh các chị nha. Rộng 26 nhỉ. Giờ là cứ phải đo cho các anh các chị xem. Rộng 26. Thế còn hàng chuyển sang một cái hàng nữa là A360. Rộng 31 các anh các chị nhé. Rộng 31. Cao cái này nó là 20. Cái này có giá 17.000 bao ship toàn quốc anh các chị nhé. Video ngắn vừa rồi thì em vừa mới giới thiệu cái mẫu chậu hàng A. Cái hàng này rất chi là thông dụng trồng hoa Tết này, trồng ly Tết, trồng cúc Tết, rồi các loại hoa đồng tiền cẩm chướng. Xin chào anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngắn lần sau. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho shop vật tư nông nghiệp Thùy Nhung nha.